Dạ, cháu nghe đây bà. Dạ, mấy người đi hả bà? À, đến năm 2 à? Dạ, thế 8 giờ mấy tờ đấy về hả bà? 500 nghìn bà nhá.
con ăn trà sữa nhá. Nhá. Ăn trà sữa nhá. Nhá. Dạ đi. Trà sữa nhá. Nhá. Trà sữa nhá. Ừ thì nhỏ đi. Ngồi đây nhá, mẹ đi nhá. À thôi ngồi xuống đây mẹ đi quần ạ. À con ngồi đây nhá. Mẹ sợ nhá, mẹ đi nhá. Nhá. Được chưa? Bà nha, chờ lúc đó mẹ về đấy. Đi. Được chưa? Trên bên quán đấy hả bà? Đấy bà mở bên đấy đi bà. Để phục sinh, gọi nó lại phục là sinh. Phục sinh à? Nhà bà Chi không đi hả bà? Bà đi xét của bên ông thông gia kia đi. Ông cái trầm anh ấy nó thuê cái bên đấy 7 chỗ là bố con nhà ông ấy sang đấy à. Bà thì trông cháu ở bên đấy rồi. Thế là bố con ông sang đi lâu rồi. À vậy à? Sang đấy là đi ở bên đấy rồi. Thôi rằng nào thế mình đi đấy, mai về lắng một chút chất đi mẹ tối này. Thế tao thôi đi tối. Thế là đi ra. Tối mà ban ngày bà vẫn làm được việc. Ừ. Làm thì không đặt anh thề nhưng mà mai đi về nó nắng lắm. À cả ngày mai nữa hả bà? Sáng mai là mai là ngày lễ mừng thiên việc. Thế tối mai nay là lễ mừng còn hôm nay lễ vọng. À. Hôm nay cái mương họ không xả nước về mày. Nó vẫn lúc thì ẩn lên to lúc thì lại. Ngày nay bắt đầu để cắt nước. Cứ 3 ngày cho làm được, 3 ngày cho làm được. Sao cũng đều đều mà, hôm nào trong hôm qua hôm kia mới tháo 2 hôm mà. Thế 3 ngày cho làm. Nào bà mày lấy cái số điện thoại của nó, bà đưa cho bà chắc. Bà lấy cái số của cháu ấy. Cái số tao có đâu. Đâu đặc biệt hay quá thì mình vẫn có cái link của nó nhưng mà nó. Tôi làm gì có? Ở cái nhóm đó. Có chả có bà điều là gì. Có sao, nhóm đó nhưng sao bà tao tìm chả thấy gì hết. Tao dùng có biết dùng đâu. Dùng ảnh có biết chụp. Lại lúc tìm không thấy tìm ở đâu. Ừ. Nên cái con nhà cái gương nó sang nó cứ dậy như dậy trước quên sau ấy.
chỉ biết là gọi cho ai thế nào thế nào. Đây mọi người ơi, hôm nay người ta chở mấy người chỗ ngôi làng của Nguyệt tới chỗ nhà thờ, đây là Thiên Chúa là tình yêu nhà chùa. Kính thưa cộng đoàn cùng bộ nhà quên nhà thờ. Để tưởng niệm Chúa Kitô chịu chết và sống lại, đặt tới cao điểm trong đêm vượt qua này. Đây là đêm mà xưa kia người Do Thái ăn thịt chiên và được cứu thoát. Đây là đêm mà Chúa Kitô đã đập tan xiềng xích tội lỗi và sự chết. Đây là đêm mà giáo hội từ thuở ban đầu vẫn chờ mong Chúa đến, đêm thân thức vọng mừng Chúa phục sinh. Đang được hưởng ánh sáng của đấng phục sinh, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đêm nay trong niềm hân hoan mừng Đức Kitô sống lại ra khỏi mộ, cộng đoàn chúng con hiện ý chân tín lĩnh tuần rụng lòng bánh tráng hoa thơm kết trái ngọt ngào. Xin dâng lên Chúa những ngọt bùi và cay đắng để từ đây Chúa thánh hóa đời sống chúng con và qua đó sự tình hòa bình được tỏa lan rộng rãi. Giấy không? Ui dồi ôi, chết thôi.
Có nhiều trái không đấy, bu. Mù cứ tép tép đề. Nghe trên à, được chưa, hết chưa? Hả? Kìa vua kìa, đi kìa. Đi ra kìa. Đi ra đi. Đi xuống. Đi xuống kìa. Xuống, đi. Thôi ngồi yên, ngồi yên đây. Mẹ đi đi, chợ sắp về đấy. Đi đi. Cứ nó ra đón mẹ nhá. Ôi trời ơi, nắng bên người thế, đừng ngủ à. Bye bye.